bé hãy khoanh tròn vào chi tiết còn thiếu của xe máy nhé. Hiểu kiểu gì? Hóa ra bấy lâu nay tôi đi xe máy không hề đội mũ bảo hiểm. Mấy bác soạn này toàn đi ô tô nên đâu phân biệt được đâu là xe máy đâu là xe đạp. Này mà đòi soạn để dạy thế hệ trẻ sao trời, tội mấy con quá. Rồi cô giáo có chỉ các cháu là ba bích đánh trước không? À đâu. Thảo nào con bé nhà tôi vào lớp 1 mà khoái cái áo xúc sắc. Trang phục dành cho những người cô đơn trong mùa đông này. Oh my God. Mùa đông này chúng tôi chỉ cần thứ này thôi. Ai rồi cũng cần đến nó thôi anh em nhờ. Quá chuẩn luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cho nó ăn hết tí, có món thịt chó bù qua thôi có gì đâu. Mọi nước đi sai lầm đều phải trả giá. Anh chỉ em cách tán gái nhanh nhất được không? Lấy ví dụ. Lấy thẻ dụ. Đúng như những gì báo chí dự đoán, Công Phượng đã bất ngờ có mặt trong lễ cưới của chính mình. Và Công Phượng chia sẻ sẽ đặt tên con theo họ của ông nội như báo vẫn nói. What the hell? Thật bất ngờ, Công Phượng đã nói chuyện và chào hỏi nhiều người trong tiệc cưới. Oh my God! What? Còn bất ngờ hơn là bố Công Phượng cũng có mặt. Bất ngờ Công Phượng trao nhẫn cưới cho vợ. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Thật bất ngờ khi đám cưới Công Phượng có cô dâu. Nói đến chết cha bây giờ. Hà Nội, nhóm khách vào vườn táo gặt luôn táo trên cây, ra về để lại mảnh giấy, cây này bọn tớ liếm hết rồi, hi hi. Hiểu kiểu gì? Thân gửi các bạn cái nét rơi mương. Một số bạn có bộ não hoạt động như túi trà Lipton ý nhỉ, cặn bã thì giữ lại, còn tinh hoa thì chui hết ra bên ngoài. Thật thú vị, tôi nên báo cáo Tổ chức Y khoa Thế giới về một trường hợp thai nhi được sinh ra với bộ não còn ở trong bụng mẹ. Chạy vội nói chúng nó táo phun thuốc. Nhanh quá chưa gì đã một tuần rồi, tối mai mọi người lại xem tay Linh suýt trên gương mặt thân quen nhé cả nhà ơi. Bức ảnh chụp vội trong hậu trường chuẩn bị lên sân khấu ạ. Sao mắt mình to và trợn thế nhở, nhìn lại cũng thấy sợ. Mọi người đừng sợ nhé. Mắt không sợ, sợ mỗi cái trông thế này mà lại có chim. Giờ vạch ra xem thằng nào có thì chặt, chơi không? Bố của tân hoa hậu Đỗ Thị Hà, tôi đã khóc rất nhiều khi biết con giấu chuyện đi thi hoa hậu. Vẫn chưa bằng bố của Hương Giang, vì không ngờ có ngày con trai mình thành hoa hậu. Em bận một lát xong em nhắn lại cho anh nha, yêu anh nhiều. 28 tháng 9 năm 2020, 3 năm rồi xong chưa vậy em? Tắm 5 năm đây này, em đi tắm trước nhắn tiếp nha, ok nà. 23 tháng 2 năm 2018, 5 năm rồi, em tắm lâu thế. Cô ấy đang chứng minh tình cảm của cô ấy đó. Người ta gọi thời gian là thứ minh chứng cho tình yêu. Em, mình côn nha. Nhưng em xấu lắm. Không sao, anh là người không yêu vì nhan sắc. Ok anh, 2 giây côn. Sao anh tắt máy thế? Anh đi ăn cơm đây, lát
nói chuyện sau nhé. Ăn cơm được 4 tháng rồi mọi người ạ. Gọi em là con chó biết cầm bút vì anh thích doggy. Ok anh. Quá đáng vừa thôi nha. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một mâm cơm. Sai một ly, đi một đường quyền. Đi một ngày đàng gặp toàn hàng ngon. Đúng là con trai của ta. Chăm nghe không bằng đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho hỗn hợp. X gồm NA, BA, NA2O và BAO. Hòa tan hoàn toàn 21,9g X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 và dung dịch Y, trong đó có 20,52g BAOH2 lần. Hấp thụ toàn bộ 6,72 lít khí CO2 vào Y thu được mg kết tủa. Giá trị của M là... Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Hiểu kiểu gì? Chú bé lót chót, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu cắt moi. Con mẹ mày đánh chết cha bây giờ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước suối La Vi, một phần tất yếu của cuộc sống. Tao cảnh cáo chúng mày lần cuối nhé, nếu chúng mày còn chơi cái trò trẻ con như này nữa thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ hội. Treo bóng đèn lên cho sáng. Rô, nãy lắp nhưng quên cắm điện. Damn! Hiểu kiểu gì? Xin lỗi về chiếc laptop của em. Chào em, anh thành thực xin lỗi vì đã ăn cắp cái laptop của em. Anh đang cực nghèo và cần tiền ấy. ANS đã không lấy điện thoại cả ví của em. Mong rằng điều đó sẽ an ủi em phải nào. Anh thấy em còn là sinh viên đúng không? Nên nếu có file nào quan trọng trong máy kiểu bài thuyết trình hay khóa luận thì rep anh. Anh gửi vào lòng luồng email này nhé. Một lần nữa anh thành tâm xin lỗi em. Em đi ăn tối với anh nhé. Được đó anh, nhưng hôm nay em hết tiền mất rồi, giờ sao nhỉ? Em vừa lên mà, khờ quá cô gái ơi, em hết tiền thì làm sao đâu. Anh đi ăn một mình cũng được mà. À đâu. Chúc mừng bạn Nguyễn Định đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Còn đây là câu hỏi phần này, câu hỏi phần 216, đuổi hình bắt chữ, đáp án là gì? Like và đăng ký kênh mới top comment của mình để đẹp trai và xinh gái hơn nhé!